Hello mọi người, thì bữa nay em quay cho mọi người coi cái hố siphon tự động của mấy cái khu nuôi mà em đang làm nè. Thì đây là cái hố siphon tự động, đường kính nó khoảng 2,5 m. Thì nó sẽ có một cái ống 400 và một cái ống 168 thay nước nha mọi người. Thì nó có một cái ống 60, xài tua hít 60 theo cái dạng kêu bằng bao quạt đó mọi người. Thì có một lắp. Thì cái tủ hít này người ta thiết kế với cái cánh quạt á, nó khá là hợp lý, là này, tôm khi mà nó heo hoặc ấy thì cánh quạt nó sẽ đưa con tôm ra nguyên con, chứ nó không có bị đứt khúc hay nảy kia giống như mấy cái tủ hít khác. Thì cái điểm đặc biệt này là cái tủ hít này nó hút rất là mạnh, như có ao là khoảng 200 m thì nó hút vẫn rất là ok nha mọi người. Thì hiện tại em cũng có cung cấp mấy cái tủ hít này. Thì mọi người mà muốn làm dạng hố siphon tự động giống như vậy thì cứ liên hệ em. Em có bán hộp siphon tự động đầy đủ luôn. Em sẽ tư vấn cho mọi người cách lắp đặt. Đây là cái hệ thống rút thay nước của cái khu nuôi này. Thì khu nuôi này thì được em lên clip là khá là nhiều rồi. Thì mọi người cùng đón xem em nhiều nha.